Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hé lộ nguyên nhân vì sao EVN độc quyền vẫn lỗ và không bao giờ chịu công khai các yếu tố cấu thành giá điện hiện nay. Vì sao EVN độc quyền mà vẫn lỗ, vì sao không minh bạch các yếu tố cấu thành giá điện là những câu hỏi đau đáu và bao nhiêu năm qua người dân vẫn chưa nhận được câu trả lời từ EVN. Để rồi dân chỉ biết cắn răng chịu đựng khi EVN tăng giá điện hết lần này đến lần khác. Và hôm nay hàng triệu người dân trong cả nước cầm hóa đơn tiền điện tăng vọt mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phải chăng đã đến lúc EVN phải trả lời cho dân rõ tất cả các câu hỏi vì sao và tại sao? Thực ra nếu như người dân vẫn đi làm thì chẳng ai mảy may đả động đến giá điện vì xưa giờ họ vẫn cắn răng chịu đựng. Mỗi lần tăng giá là dân than khóc, nhưng tăng thì vẫn cứ tăng, dân vẫn cứ cắn răng và răm rắp làm theo. Nhất là điện không nghe, không đóng tiền thì bị cắt, lúc đó kêu trời cũng không thấu. Những tưởng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, năm này sang năm khác ai dè dịch bệnh ập đến. Thì cái số chỉ số báo điện đã tố cáo tội ác của EVN rằng có doanh nghiệp đóng cửa không hoạt động, giá điện vẫn tăng vù vù. Thậm chí nhiều gia đình cũng rơi vào cảnh này ở nhà vào thời gian giãn cách xã hội, tiết kiệm hết mức có thể, mong là giảm được tiền điện. Nhưng không, EVN đã phù phép khiến cho hàng loạt hóa đơn tăng vọt. EVN cho rằng do thời tiết nắng nóng lên mức tiêu thụ năng lượng tăng và liệu có ai đó chấp nhận được khi năm nào EVN nhai đi nhai lại một cái câu y xì như vậy. Câu hỏi được đặt ra là có hay không chuyện EVN lợi dụng việc giãn cách xã hội khi người dân ở nhà sử dụng điện nhiều để đục nước béo cò, mong thanh tra chính phủ vào cuộc để thanh tra giá điện mà EVN thu của dân mà doanh nghiệp thời gian qua, đặc biệt là mùa dịch để an lòng dân, chứ cái kiểu cả nước gồng mình lên vì dịch bệnh mà EVN căng túi thu tiền như thế này, không hề ổn một tí nào. Chuyện thừa nước đục đã thả câu không phải là chuyện chưa từng xảy ra với EVN, mà trước đó đã xảy ra hàng loạt vụ. Cụ thể năm 2005, hóa đơn tiền điện của người dân Sài Gòn đột nhiên tăng vọt. Báo Tuổi Trẻ điều tra và đã chỉ ra sự gian dối của EVN thành phố Hồ Chí Minh khi mua điện kế điện tử kém chất lượng về gắn cho dân. Sau vụ bê bối tăng giá điện chấn động ở Sài Gòn ấy, lãnh đạo EVN có xin lỗi người dân. Nhưng xin lỗi thì cứ xin lỗi, từ đó tới nay không lúc nào dân không kêu trời vì giá điện. Từ vụ việc trên khiến cho người ta không thể không nghi ngờ liệu lần này EVN đã dùng chiêu trò tăng lượng điện năng tiêu thụ mà không tăng giá điện. Có lẽ tăng giá điện sẽ khiến cho người dân nổi giận trong thời điểm này, nên EVN đã dùng thủ đoạn khác để hút máu người dân. Họ không la toáng lên. Chiêu trò này không còn lạ lẫm gì đối với EVN, bởi vì trước đó EVN đầu tư vốn ra ngoài lên đến 121.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của công ty mẹ chỉ có gần 77.000 tỷ đồng. Vụ đầu tư này khiến cho ngân sách mất 2.195 tỷ đồng, trong đó có 595 tỷ đồng dùng để xây biệt thự, nhà phố, bể bơi, sân tennis cho cán bộ của EVN và dân sẽ phải gánh chi phí đó bằng việc tăng giá điện để bù lỗ. Chưa dừng lại ở đó, EVN còn đầu tư cho rất nhiều ngành như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, rồi cũng thua lỗ. Để bù vào khoản lỗ này, EVN bắt dân phải gồng mình góp tiền cho EVN trả nợ thông qua việc giá điện tăng. Và nhiều người yêu cầu EVN minh bạch các yếu tố cấu thành giá điện để xem vì sao tập đoàn này độc quyền mà vẫn lỗ, thì dường như không nhận được câu trả lời nào. Lẽ ra, thay vì bắt EVN trả lời và truy cứu trách nhiệm hình sự của EVN, thậm chí là yêu cầu EVN minh bạch tất cả các yếu tố để cấu thành giá điện, thì người ta lại lên giọng đòi xử lý người xuyên tạc về giá điện khi mà dân kêu trời cách tính giá điện 6 bậc thang. Tại sao lại dung túng cho EVN như thế? Và giờ có lẽ chúng ta đã có câu trả lời. Được biết, hai quan chức thuộc hàng thứ trưởng của Bộ Công Thương nắm giữ vị trí chủ chốt của hai lĩnh vực than và dầu khí, từng là sếp của EVN giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2015-2018, rồi Cục trưởng
Cục Điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công Thương. Nguyễn Anh Tuấn, từng là Ủy viên Hội đồng thành viên EVN, hiện trong phân công chức năng nhiệm vụ, ông Tuấn có chức năng quy định khung giá điện và mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh và giá cơ cấu biểu giá bán giá điện. Ba vị trí ấy của Bộ Công Thương là ba vị trí có tiếng nói quyết định đến việc tăng hay giảm giá điện, mà hiện đảm trách ba vị trí ấy đều là những người từng là sếp lớn của EVN. Thì đến đây chúng ta đã hiểu vì sao chỉ thấy một màu tăng giá điện mà không hề có giảm rồi chứ. Nguy cơ bùng phát dịch và hội chứng công thân. 15 ngày cách giãn xã hội tại Việt Nam sắp qua, nhưng rất có thể thời gian giãn cách sẽ tiếp tục kéo thêm 15 ngày nữa cho đến 30 tháng 4 năm 2020 vì dịch virus Vũ Hán không chịu dừng. Không có thêm ca dương tính nào nữa, nhưng mọi chuyện bây giờ không riêng gì Việt Nam mà tất cả là ẩn số. Cũng từ cái ẩn số ấy lại thêm hàng trăm chuyện khác phát sinh, từ người nghèo thiếu ăn cho đến óc công thần, nguy cơ bùng phát tính côn đồ và cả việc người ta bản phản tỉnh và suy tư về thân phận của con người cũng như ý nghĩa đánh giá ngôi nhà mái ấm của gia đình. Ở vấn đề người nghèo đối với nguy cơ thiếu ăn có thể đã rất rõ, có nhiều người nghèo bị ảnh hưởng rất nặng nề vì giãn cách, nhưng bù vào đó cả chính phủ và những nhà hảo tâm đã kịp thời có chương trình hỗ trợ người nghèo bằng tiền của chính phủ vẫn chưa tới tay dân, và gạo của các nhà hảo tâm, đương nhiên cả của chính phủ và các nhà hảo tâm không thể nào đến từng nhà hay đi từng làng, từng xã để biết được đâu là người nghèo thật và đâu là người nghèo giả. Bởi cái nghèo của Việt Nam, đặc biệt là cái nghèo có giấy chứng nhận, cũng có lắm vấn đề. Nó phụ thuộc vào các mối quan hệ quen biết giữa chủ hộ với các cán bộ địa phương, nên cũng rất khó để mà nói được ai là nghèo và ai là không nghèo. Trong cuộc giãn cách lịch sử này, có thể nói đây là các vấn đề ấn chứng lịch sử, một động thái chính trị mà ở đó mọi người dân, mọi người trên mặt địa cầu này có nguy cơ để biểu lộ tâm tính căn để của mình để cho được nhiều nhất và cho mọi người được biết đến nhiều nhất. Có thể nói là như vậy, và có nhiều người rất mừng là người Việt trên mọi nơi, mọi đất nước đã trải lòng mình, đã góp tay, may từng chiếc khẩu trang và quyên từng ký gạo cho những người đang cần đến nó. Điều này vô hình chung gợi lại những câu tục ngữ tưởng chừng đã bụi mờ nhưng chứa máu lệ của ông bà tổ tiên rằng những điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, hay bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một gian. Dường như người Việt cổ, đại đa số người Việt đã quay trở lại với bản thể thuần nhiên, hồn hậu của mình trong cơn đại dịch này. Nhưng khi đã lộ căn tính, đương nhiên có căn tính tốt cũng như có căn tính xấu. Rất tiếc những kẻ lộ căn tính xấu đều liên quan đến quan chức địa phương và những đầu gấu côn đồ của đảng. Có nhiều một vụ ma cô xông vào đánh công an, đánh cán bộ y tế khi được dừng xe yêu cầu đo thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí để đeo. Có vài vụ tai nạn xảy ra do tài xế xe tải nhân lúc cảnh sát giao thông không tác nghiệp chở đất đá đi bán cho khách và phóng nhanh vượt ẩu, gây ra những cái chết lương tâm cho người đi đường. Và đặc biệt có những vụ cán bộ không đeo khẩu trang khi đi qua trạm thì chống đối, đập bàn, quát tháo, cự cãi với cán bộ y tế, công an. Điển hình là vụ ông phó chủ tịch huyện tỉnh Bình Phước. Nhưng qua các video clip còn rất nhiều vụ cán bộ ăn nói thô thiển, vô văn hóa, thậm chí văng tục, không đeo khẩu trang, sỉ vạ người thi hành công vụ. Rõ ràng ở đây những cán bộ này tự cho họ cái quyền đạp lên trên pháp luật, đạp lên trên trách nhiệm và làm người mà không cần xét đến văn hóa hay lịch sự, bởi họ có quyền nên họ thích gì thì nói vậy. Thậm chí họ tự cho mình cả cái quyền đạp lên trên sức khỏe tính mạng của cộng đồng và cả cái quyền được ngu dốt một cách hợp thức. Chưa dừng ở đây, có rất nhiều cán bộ khi vào các cơ quan để theo dõi tình hình chống dịch thì lại không chịu đeo khẩu trang, đi tụm năm tụm ba như không hề biết dịch là gì. Thậm chí họ cũng không cần rửa tay bằng cồn trong khi cầm bút ký giấy xác nhận hay làm việc gì đó.
Dường như não trạng công thần vẫn còn rất nặng trong thế hệ các cán bộ địa phương hiện tại. Và đương nhiên, nếu tìm hiểu người trong danh sách và chia sẻ với cộng đồng, hầu như khó, rất khó, vô cùng khó để tìm ra tên của một cán bộ nào đó. Có thể có những người mẹ nghèo vượt qua hàng chục cây số để đi góp hàng chục quả trứng, góp vài ký gạo, góp vài trăm ngàn đồng hoặc vài triệu đồng để ủng hộ khu cách ly. Thế nhưng khi nói về cán bộ địa phương, họ chỉ nổi trội trong việc quậy phá các khu cách ly. Trong vấn đề quậy phá, hình như cán bộ địa phương và giới ma cô có gì đó cũng rất gần nhau. Thật đáng buồn. Nhưng trong chuyện buồn của thế giới, của Việt Nam, trong nỗi đau của biết bao nhiêu gia đình phải mất người thân, mất trong đau đớn, rồi thêm chuyện mất việc, mất thu nhập do đại dịch Vũ Hán gây ra, dường như trong sâu thẳm của câu chuyện của tai họa vẫn có viên ngọc sáng. Điều đó giống như cái cây đã chịu nhiều vết thương, tự nó phải tiết sinh ra chất để bảo tồn mạng sống và cừu mang, bảo bọc vết thương mà tạo sự sống, tạo lõi cứng cho mình. Như cây gió dầu, gió bầu tạo trầm, hay cây xương rồng, cây thông tạo kỳ nam, hay hổ phách chẳng hạn. Dường như những khái niệm về giá trị ngôi nhà, căn nhà hay gia đình đã được định dạng lại một lần nữa. Nếu như trước đây vì công việc, vì mọi thứ tham vọng trong đời sống, người ta phải gắn với nhiều thứ giá trị bên ngoài mà đa phần có tính phù du phù phiếm là gắn với ngôi nhà, gia đình, thì đến khi có lệnh cách ly, mọi người lại có cơ hội gắn với ngôi nhà, gắn với gia đình nhiều hơn. Có người lấy làm ngỡ ngàng vì ngôi nhà của chính mình xây ra, gắn với nó lại quá đỗi mới lạ với mình khi phát hiện ra những chi tiết, những đường nét vốn cố hữu nhiều năm nay nhưng mình không hề biết. Thậm chí một góc ngồi quen thuộc đã bị bỏ quên. Và với vợ con hay với cha mẹ cũng vậy, người ta chợt nhận ra có quá nhiều sơ suất, sai sót với cha mẹ, vợ con. Và khi mọi người vào ra quanh quẩn trong khuôn viên gia đình, ngôi nhà, người ta mới có cơ hội để nhìn nhận lại những giá trị tình cảm của tha nhân và của chính mình. Điều đó cũng mơ hồ lý giải lại tại sao lâu nay có chuyện ngoại tình hoặc ly hôn. Bởi có những thứ vì lý do công việc, người ta quá bận và cũng chẳng biết chia sẻ trải lòng ra với bạn đời. Hơn nữa, do công việc thôi thúc ràng buộc người ta giải bày với đồng nghiệp và mọi thứ sinh sự cũng bắt đầu từ chỗ này. Ngoại tình phản bội cũng là hình thành từ chỗ này. Mãi cho đến khi có lệnh cách ly, người ta mới nhận ra rằng dường như cho dù có làm gì vùng vẫy cỡ nào thì đến khi chết đi, gia đình vẫn gắn bó bên mình. Và vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc gì nữa thì cũng chỉ là bạn đời, là chia sẻ với mình nhiều nhất. Mọi thứ tình cảm bên ngoài gia đình có vẻ như đó là ảo giác. Và giờ không có nó, người ta vẫn sống được, thậm chí sống tốt hơn lúc không có nó. Và vô hình chung, đại dịch lại giúp cho người ta nhìn thấy được căn tính của mình. Nhưng giá trị loài người, chúng ta cũng từng và đã sống chậm như thế này lúc chưa có dịch, giá như mọi giá trị cuộc sống cũng tràn đầy như lúc này, giá như con người không bị quấn theo trận gió đen, trận gió ma quái của những loại sản phẩm logo đầy tội ác của Trung Cộng ngay từ đầu. Rất tiếc khi nói giá như thì mọi chuyện đã muốn quá muộn màng, và vấn đề từ bây giờ chúng ta sẽ sống ra sao. Và khi viết bài này, tôi cũng mong mọi thứ và ước mong có chút gì đó nghịch lý, nghịch nhỉ. Đó là tôi mong thời gian giãn cách kéo dài thêm chút nữa để lòng lân mẫn con người, đặc biệt là người Việt, được nối thêm chút nữa, và để cho những kẻ hợp hĩnh, kịch cợm, vô văn hóa đang giấu mình trong các cơ quan nhà nước có cơ hội lộ mặt thêm, bởi tất cả những điều biểu lộ lúc này là cần thiết. Bởi hơn bao giờ hết, lúc này con người đủ rảnh rỗi và yên tĩnh để soi lại chính mình và soi lại thế giới mình đang sống. Bởi hơn bao giờ hết, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn treo lơ lửng trên đầu, và nguy cơ bùng phát não trạng công thần cũng là một đại họa của dân tộc. Điều tra băng nhóm xã hội đen của Đường Nhuệ ăn trận trên xác người chết, thu 500.000 trên một trường hợp. Mỗi một trường hợp người chết trên địa bàn tỉnh Thái Bình đưa đi hỏa thiêu, gia đình người chết phải mất
500.000 đồng cho băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ. Ngày 14 tháng 4, nguồn tin Thanh Niên cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra nhiều hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm xã hội đen tại Thái Bình do đại gia Nguyễn Xuân Đường, còn gọi là Đường Nhuệ, cầm đầu. Ngoài hành vi cố ý gây thương tích, cơ quan công an đang xác minh làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường Nhuệ thông qua hoạt động mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có khoảng 23 đến 25 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng từ cuối năm 2017 đến nay đã phải cống nạp cho băng nhóm Đường Nhuệ khoảng 500.000 đồng trên mỗi người chết đem đi hỏa thiêu. Khoản tiền này sau đó được chính các doanh nghiệp dịch vụ mai táng thu thêm từ thân nhân của gia đình người đã mất, ngoài các khoản chi phí theo dịch vụ. Được biết, trên địa bàn tỉnh Thái Bình không có lò hỏa thiêu, nên các trường hợp gia đình có người chết tại Thái Bình sẽ lựa chọn việc đưa người thân đi hỏa thiêu tại Đài Hóa Thân tỉnh Nam Định hoặc Hải Phòng. Tuy nhiên, dù đưa đi hỏa thiêu tại đâu thì các doanh nghiệp mai táng cũng phải nộp khoản tiền phí nêu trên cho băng đảng của nhóm Đường Nhuệ nếu muốn yên ổn để làm ăn. Ông VC, trưởng phòng kinh doanh một doanh nghiệp chuyên về dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho biết, từ trước thời điểm năm 2017, doanh nghiệp của ông ký hợp đồng với công ty cổ phần Hoàng Long, đơn vị quản lý vận hành đài hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình ở Cầu Họ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Việc đưa người đi hỏa thiêu thực hiện theo cách thức khi mà nhận được thông tin về người chết, doanh nghiệp đến chào giá dịch vụ, nếu thỏa thuận được thì hai bên làm hợp đồng đưa sang đài hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình để hỏa thiêu. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018, Đường Nhuệ đã huy động đàn em đến gặp gỡ các doanh nghiệp dịch vụ mai táng yêu cầu không được làm việc trực tiếp với đài hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình, đồng thời phải ký kết văn bản về việc mọi dịch vụ hỏa táng phải thực hiện thông qua Hiệp hội Tang lễ Thái Bình do công ty Đường Dương của Đường Nhuệ đứng đầu. Theo đó, các doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ hỏa thiêu bắt buộc phải báo lại thông tin cho đàn em của Đường Nhuệ, gọi là báo ca, tức các trường hợp doanh nghiệp khi nhận được đưa người đi hỏa thiêu phải báo lại cho thông tin thời gian địa điểm cho nhóm của Đường Nhuệ. Căn cứ vào số liệu báo cáo của báo ca này, hàng tháng các doanh nghiệp nộp đủ tiền cho nhóm Đường Nhuệ theo hình thức mỗi trường hợp hỏa thiêu là 500.000 đồng. Tất cả chúng tôi đều phải nộp tiền cho nhóm của Đường Nhuệ theo định kỳ. Khoản tiền này rất vô lý bởi họ không làm bất cứ việc gì nhưng vẫn thu tiền. Nhưng nếu không nộp thì doanh nghiệp mai táng chỉ còn nước, treo kèn, dừng hoạt động. Ông VC cho hay, không nộp tiền, luật sẽ bị đàn em của Đường Nhuệ đe dọa đánh phủ đầu, đập vỡ xe chở quan tài. Tương tự như bà NL, một doanh nghiệp dịch vụ mai táng trên địa bàn thành phố Thái Bình, cũng cho biết dù đã ký hợp đồng với đài hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình Nam Định, nhưng hàng ngày doanh nghiệp này vẫn phải thực hiện việc báo ca và mỗi tháng 2 lần nộp tiền cho nhóm Đường Nhuệ. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp của bà NL thực hiện dịch vụ hỏa thiêu cho khoảng 40 trường hợp, tương đương với số tiền phải nộp cho Đường Nhuệ là 20 triệu đồng. Trước khi buộc phải nộp tiền, nhóm của Đường Nhuệ buộc chúng tôi phải ký vào văn bản viết tay nêu 500.000 đồng là tiền để làm từ thiện. Nhưng thực chất đó là tiền bảo kê, chứ chúng tôi làm ăn chỉ đủ vắt mũi bỏ mồm thì lấy đâu ra tiền để làm từ thiện. Bà L nói, đồng thời cho biết trong giai đoạn đầu đích thân đại gia Nguyễn Xuân Đường ra mặt, sau khi các doanh nghiệp đã quy phục thì Đường chuyển giao việc quản lý thu tiền cho đàn em. Phản ánh với Thanh Niên, nhiều doanh nghiệp dịch vụ mai táng tại Thái Bình cho biết việc phải nộp khoảng 500.000 đồng đối với trường hợp đi mai táng là rất vô lý, nhưng không nộp thì doanh nghiệp sẽ không yên ổn để làm ăn. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã bị đàn em của Đường Nhuệ đe dọa đánh phủ đầu, đập vỡ xe chở quan tài, thậm chí là cắt địa bàn không cho làm ăn. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trong vài ngày gần đây, công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành làm việc với hàng loạt chủ các doanh nghiệp để xác minh, làm rõ hoạt động bảo kê dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình của nhóm Đường Nhuệ. Trung Quốc càng lộng hành ở Biển Đông, càng chứng minh virus Vũ Hán là Made in China.
hy sinh hàng chục ngàn người để cưỡng chiếm chủ quyền. Thật vậy, đây là điều mà Trung Quốc muốn khi mà cả thế giới đang bận quay cuồng với thảm họa virus Vũ Hán, chẳng còn thời gian bận tâm với những hành vi tàn bạo của Trung Quốc. Đó là lúc láng giềng Việt Nam tung chiêu bài ức hiếp, dọa nạt, tấn công, xâm lược, bất chấp luật pháp, đạo đức. Coronavirus Vũ Hán chính là bước đầu tiên trong âm mưu bành trướng của nước bạn thâm độc. Trước dịch bệnh, Tổng thống Donald Trump đã có những bước đi và quyết định sai lầm khiến cho nước này trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới, khiến cho NATO suy yếu, Mỹ bị các đồng minh ở châu Âu và Đông Bắc Á quay lưng. Tận dụng thời cơ, Trung Quốc liền ngư ông đắc lợi và tấn công vào mục tiêu gần nhất, cũng là mục tiêu mà nước này không hài lòng, nhất là kẻ duy nhất dám phản đối, ngáng đường kế hoạch bá quyền của nước này, chính là Việt Nam. Và thực tế là tình hình hiện tại đều thuận lợi theo đúng hướng mà Trung Quốc mong muốn, dù có thể khiến cho nước này hy sinh hàng chục ngàn người. Trước khi đại dịch virus Vũ Hán bùng phát trên quy mô toàn cầu, đã có một số tín hiệu đáng lo ngại về ảnh hưởng giảm dần của Mỹ và ảnh hưởng tăng dần của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Để rồi khi tung vũ khí coronavirus, việc mà Trung Quốc cần làm sau đó là liên tục tung quân tấn công Việt Nam trên mọi mặt trận. Phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016 đã vô hiệu hóa cơ sở pháp lý của đường lưỡi bò ngớ ngẩn của Trung Cộng. Để đối phó với điều này, Trung Quốc đã thay đổi chiến thuật chiếm trọn Biển Đông bằng cách thức sử dụng cái gọi là tứ sa. Yêu sách tứ sa thậm chí còn ngạo mạn hơn đường lưỡi bò, và vì nó đòi chủ quyền không chỉ bốn nhóm đảo bao gồm có Đông Sa, Tây Sa, Hoàng Sa, Nam Sa, Trường Sa và Trung Sa, mà từ bốn nhóm đảo này Trung Quốc còn đòi liếm luôn vùng nước quần đảo, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa tính từ đường cơ sở thẳng được tính từ tứ sa, đúng với kiểu tham lam vô độ của Tàu Cộng. Yêu sách tứ sa được Phó Vụ trưởng Vụ Điều ước và Pháp luật Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Tân Dân đưa ra trong cuộc họp kín với Bộ Ngoại giao Mỹ ở thành phố Boston vào ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2017. Điều này đã tiếp nối việc Trung Quốc công bố sách trắng Trung Quốc kiên trì giải quyết tranh chấp liên quan giữa Trung Quốc và Philippines thông qua đàm phán vào tháng 7 năm 2016. Để rồi từ yêu sách này, Trung Quốc ngạo mạn tuyên bố quyền tài phán với vùng biển còn rộng hơn vùng biển nằm trong khu vực đường lưỡi bò. Bước tiếp theo của Tàu Cộng là sử dụng sức mạnh quân sự để bắt nạt, uy hiếp, hòng đạt được mưu đồ của mình. Hành động tấn công và bắt cóc 8 ngư dân của Việt Nam rồi la lối cho rằng chính tàu của Việt Nam đã đâm tàu hải cảnh của Trung Quốc, cho thấy mức độ cháo trở đến phẫn nộ của Trung Cộng. Tàu gỗ của ngư dân Việt Nam sao có thể đâm vào tàu vỏ sắt của hải cảnh Trung Cộng theo kiểu tự sát để rồi tự chìm và để phía Trung Quốc nhân đạo vớt lên. Việc tàu hải cảnh của Trung Quốc vi phạm công ước phòng tránh nguy cơ và đụng trên biển, và Trung Quốc cũng là một quốc gia thành viên, và việc hải cảnh của Trung Quốc xâm phạm lãnh thải và vùng tài phán của Việt Nam nhưng lại áp đặt luật của Trung Quốc yêu cầu và ép buộc ngư dân Việt Nam ký biên bản bằng tiếng Trung Quốc, không mời phiên dịch giải thích rõ nội dung, đã cho thấy sự bất chấp một cách bất lương của Trung Cộng hòng cướp bằng được Biển Đông, dù có thể hành vi đó sẽ tự bôi xấu hình ảnh của chính mình. Sau uy hiếp bắt nạt, Trung Quốc đang chuyển sang hành động thị uy sức mạnh quân sự bằng cách huy động đội tàu sân bay Liêu Ninh và đội tàu khảo sát Hải Dương 8 tiến xuống Biển Đông, đồng thời còn khoe cơ bắp khi công khai điều tàu sân bay đến hành động tập trận ở Biển Đông, đe dọa trực tiếp Việt Nam. Đi kèm với chiến dịch gây hấn trên biển là trò gắp lửa bỏ tay người trên truyền thông của Trung Cộng. Báo của Trung Cộng bóp méo sự thật về Biển Đông. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo diều hâu khét tiếng của Trung Cộng, đăng ngày 11 tháng 4 với nhan đề "Tại sao Việt Nam xâm phạm Biển Đông vào thời điểm này?" Chiêu trò gắp lửa được tung ra ngay thời điểm đội tàu Liêu Ninh nói trên vừa qua eo biển Miyako của Nhật. Hành động của Trung Quốc có qua mắt được Mỹ. Ngay từ khi Trung Quốc thực hiện bước đầu tiên là tấn công tàu cá Việt Nam, không chỉ Thượng nghị sĩ Mỹ mà còn phía Bộ Ngoại giao Mỹ đều gay gắt phản đối. Tàu Trung Quốc tấn công các ngư dân để được thực thi các yêu sách bất hợp pháp trên Biển Đông.
Mỹ đứng về phía đồng minh và đối tác của mình ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, trong việc bảo vệ công dân và chủ quyền của họ khỏi sự hung hăng của Trung Cộng. Nhưng đó chỉ là phản ứng ngoại giao bằng miệng. Mỹ đang bận quay cuồng với virus Vũ Hán, liệu có thể đưa lực lượng hải quân tinh nhuệ ra thị trường uy hiếp Trung Quốc ở Biển Đông? Đối với Việt Nam, đại dịch virus Vũ Hán nguy hiểm nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng thủ đoạn của thằng bạn vàng phương Bắc. Một quốc gia dám hy sinh tính mạng của hàng chục ngàn người dân để phục vụ mưu đồ bá quyền thì họ chẳng sợ bất cứ một thủ đoạn bẩn thỉu nào để cướp Biển Đông từ tay của thằng em Việt Nam. Rõ ràng không thể nói là Trung Quốc không quên bành trướng vì đại dịch, mà đã chính Trung Quốc đã tạo ra đại dịch để có cớ bành trướng mới đúng. Tàu Trung Quốc trở lại vùng biển ngoài khơi của Việt Nam. Tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc trở lại vùng biển Việt Nam, nơi mà vào năm ngoái cũng chính tàu này gây nên căng thẳng tại khu vực biển thuộc vùng quyền đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Reuters loan tin ngày 14 tháng 4 dẫn dữ liệu của trang mạng Marine Traffic chuyên theo dõi tàu biển cho biết vào ngày 13 tháng 4 tàu khảo sát Hải Dương 8 xuất hiện trở lại cách bờ biển Việt Nam khoảng 158 km, tương đương với 98 hải lý. Đây là khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Dữ liệu của Marine Traffic còn nêu rõ tàu khảo sát Hải Dương 8 được hộ tống ít nhất bởi một tàu hải cảnh của Trung Quốc. Phía Việt Nam cho 3 tàu đi theo tàu của Trung Quốc. Theo Reuters, trong đợt căng thẳng vào năm ngoái, có ít nhất có một tàu hải cảnh của Trung Quốc suốt nhiều tuần áp sát một giàn khoan trong lô dầu khí của Việt Nam có ký hợp đồng với tập đoàn Rosneft của Nga cùng hoạt động thăm dò, khai thác. Trong thời gian đó, tàu khảo sát Hải Dương 8 tiến hành công tác bị nghi là thăm dò dầu khí trong một khu vực rộng lớn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Reuters dẫn phát biểu của chuyên gia Hà Hoàng Hợp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore rằng Trung Quốc đang lợi dụng nỗ lực của Hoa Kỳ và châu Âu tập trung chống chọi lại với virus corona chủng mới để gia tăng sự quyết đoán của Bắc Kinh tại Biển Đông. Chí khôn độc tài. Hồi 20 tháng 3, công an Trung Quốc đã tìm cách xoa dịu dân chúng bằng cách cho đồn công an đường Zhongnan nhận lỗi là đã làm sai, là nơi đã bắt giữ bác sĩ Lý Văn Lượng sau khi ông lên tiếng cảnh báo những ca bệnh COVID-19 đầu tiên xuất hiện. Một làn sóng phẫn nộ và chỉ trích chính quyền đã lan nhanh không chỉ ở Trung Quốc mà cả thế giới sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời do chính căn bệnh mà ông đã cảnh báo. Để chứng tỏ là chính quyền trung ương không làm sai mà chỉ có cấp dưới trưởng công an và công an viên ở đồn Rồng Nam đã phải kiểm điểm và xác nhận là đã ban hành các hướng dẫn không phù hợp. Dĩ nhiên cấp trên của các chế độ độc tài không thể sai, phía dưới của họ luôn luôn có những con tốt thí, nhưng các công an viên ở đồn Rồng Nam. Nhưng những câu hỏi sai lầm và phản ứng của cả thế giới không xoay chuyển gì được bản chất thật của hệ thống độc tài. Một mặt thì rửa tay với cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một mặt khác thì công an Trung Quốc phát động chiến dịch trừng phạt tất cả những ai đã biết, đã lên tiếng hay ghi chép trung thực về những gì đã diễn ra trong đại dịch. Nhiều người đã bị cảnh sát đến tận nhà đưa đi, không thấy trở về. Ông Ren Shikang, tức là Nhậm Chí Cường, còn mệnh danh là Cường Đại Bác, một doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc sau nhiều bài chỉ trích Tập Cận Bình và khẳng định rằng Bắc Kinh có hẳn một bộ chính sách ngầm về việc tiêu diệt mọi tiếng nói bất đồng, cũng đã bị đưa đi trong thời gian chống lại đại dịch Vũ Hán. Giáo sư luật tại Đại học Thanh Du Su Giang Run Hứa Trung Nhuận, một người nổi tiếng, cũng đã bị cách chức và có thể đã bị bắt sau khi bài phê phán cách chống dịch của Trung Quốc. Rất nhiều người khác ít tên tuổi hơn đã không còn thấy xuất hiện nữa theo những cách viện dẫn luật rất mơ hồ. Người bị tấn công mới nhất là nhà văn Phan Phan. Bà cho đăng tải những nhật ký của những ngày bị phong tỏa ở Vũ Hán và thu hút người xem đến mức độ kinh khủng và kinh ngạc. Trong blog của bà có đến 3,8 triệu người theo dõi đã bị đóng sau bài viết cuối tháng 2. Có đến 380 triệu người xem trên Weibo, 94.000 lời bình luận và 8.210 trang đăng lại. Nhưng ngay sau đó, những bài viết đã được nhà xuất bản HarperCollins,
mua bản quyền và xuất bản thành sách in bằng hai thứ tiếng Anh và Đức lan tỏa khắp thế giới. Dĩ nhiên đổi lại bà Phan Phan bị tấn công, sỉ nhục và kêu gọi phải bỏ tù từ một lực lượng tuyên truyền hạ cấp và rẻ tiền, thân chính quyền, hay còn được gọi là dư luận viên. Trong một bài viết của bà có đoạn mà vốn dấy lên sự tức giận của giới tuyên giáo, đã thật sự có bao nhiêu người chết ở Vũ Hán và không có ai chịu trách nhiệm về sai lầm này. Nhưng mới đây tôi đọc thấy một nhà văn còn viết rằng đã hoàn toàn chiến thắng, họ đang nói về chuyện gì vậy? Những điều kể trên nhắc lại rằng trong các tình huống dù đang kêu gọi lòng ái quốc hay vì mục tiêu cao cả nào đó, các nhà cầm quyền độc tài cộng sản không bao giờ ngừng thi hành các chính sách tấn công vào con người hay mọi ý kiến khác biệt. Đó là một chính sách bất biến và luôn được phát triển các thủ đoạn theo thời gian. Việt Nam trong những giai đoạn được gọi là cam go chống lại dịch virus Vũ Hán đã có không ít những vụ bắt bớ liên quan liên tục về các tội danh như âm mưu lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống phá nhà nước, và những nhân vật ra tòa phần lớn là những người lớn tuổi ở nông thôn, người miền thượng và những công việc của họ phần lớn là vận động bằng ngôn ngữ cho một tổ chức chính trị nào đó mà họ tin, đang ở Mỹ hoặc ở một nước tư bản nào khác. Những hoạt động mà nói cho rõ không bắt hôm nay, lúc nào đó cũng sẽ có thể bị bắt được theo cách luận tội luôn không cho nói lại tại tòa án của nhà nước. Đã nói là cũng trong giai đoạn đó, chính ông Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu mọi hoạt động quốc gia đều tạm dừng chỉ để tập trung chống dịch. Cũng trong giai đoạn này, nhà cầm quyền cho ban hành nghị định 15/2020 NDCP, một loại luật như lưới phủ lên đầu đầy dày thêm sau khi đã có luật an ninh mạng. Đây là nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu điện viễn thông, tần số vô tuyến, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Bên cạnh các chi tiết bình thường về hoạt động dân sự giao thương, nghị định còn đặt một số điều mơ hồ về tội nhằm lật đổ trong điều số 99, 100, 101 và 102. Ông Nguyễn Trường Sơn, nhà hoạt động thuộc tổ chức Amnesty International, viết trên trang Facebook của mình về việc ra đời của luật này. Việc ban hành một nghị định có ảnh hưởng nghiêm trọng tới các quyền tự do của công dân và hoạt động của các công ty công nghệ đáng nhẽ ra là cần phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch. Đằng này, có vẻ như chính quyền muốn lợi dụng tình hình dịch bệnh khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào các ca lây nhiễm để rồi thừa cơ ban hành nghị định tai hại này. Điều 99 khoản 3A của nghị định có ghi xử phạt về đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Điều 99 điều 3D có ghi xử phạt về đăng phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm và không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu. Điều 100 điều 2B có khi xử phạt về không cung cấp thông tin hoặc thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 100 khoản 3A xử phạt chủ động lưu trữ, truyền thông, đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của các tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân. Liên tục những điều luật mơ hồ như vậy, người dân không thể chứng minh, nhưng nhà cầm quyền thì có thể tùy tiện áp đặt, xuất hiện trong các chi tiết của nghị định. Càng về sau càng mơ hồ, như điều 101, khoản 1H sử dụng xử phạt, cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng, trang mạng có nội dung bị cấm, hoặc như điều 102 khoản 7B thì xử phạt cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Không cần phải để diễn biến thực tế xuất hiện, người ta có thể hình dung một xã hội truyền thông của Việt Nam tương lai sẽ như thế nào, và cũng giống như số phận của những người nói lên sự thật tại Trung Quốc. Giới tuyên truyền tay sai sẽ là những nhóm đấu tố trên các trang mạng gọi tên, gọi là việc mà
luận điệu quen thuộc là theo đòi hỏi của đông đảo quần chúng nhân dân. Những nạn nhân của hệ thống điều luật mơ hồ và không có tư pháp độc lập sẽ là nối đuôi nhau ra trước vành móng ngựa. Xích từ Trung Quốc nhưng như đang nối dài đến Việt Nam. Hãy đọc nhiều hơn những câu chuyện về Trung Quốc sẽ thấy những điều rất lạ rồi sẽ thấy trở thành quen. Và có những điều nhất định không thể quen, vẫn phải chấp nhận dù điều đó rất lạ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.